Bạn đổ xăng loại nào? Chà, Tacos luôn làm tôi bối rối. Nhưng tại trạm xăng, bạn có thể nhìn thấy các thẻ khác nhau với các con số trên cần bơm xăng. Đó là mức trị số octan. Giá trị này khác nhau ở loại xăng thường, loại trung cấp đến loại cao cấp. Mỗi loại cung cấp một mức trị số octan khác nhau mà một loại động cơ nhất định cần để hoạt động hiệu quả. Sự lựa chọn loại xăng nên dựa trên tỷ số nén của động cơ xe. Vì vậy, lầm tưởng về việc sử dụng loại xăng cao cấp cho một chiếc xe chỉ cần xăng thường để đạt hiệu suất tốt hơn hoặc để tăng độ bền của động cơ là sai. Tốt nhất, hãy chọn loại nhiên liệu được khuyến nghị cho xe của mình. Bạn sẽ tiết kiệm được tiền khi mua đúng loại nhiên liệu. Nhưng điều gì sẽ xảy ra nếu bạn đổ đầy bình xăng vào một buổi sáng lạnh giá đến mức nhiên liệu co lại? Nó sẽ làm cho nhiên liệu cô đặc lại và bạn sẽ có lợi hơn. Đây là một thủ thuật sai lầm khác. Các thùng cung cấp nhiên liệu được chôn sâu dưới lòng đất đến mức nhiệt độ bên trong không hề thay đổi. Tất cả chúng ta đều nghe nói rằng bồn cầu xả nước ngược hướng nhau theo các bán cầu khác nhau, theo chiều kim đồng hồ ở phía Bắc và ngược chiều kim đồng hồ ở phía Nam. Về lý thuyết, hiệu ứng Coriolis thực sự phải làm cho nước di chuyển theo các hướng đó. Nhưng trên thực tế, nước chảy ra chỉ bị ảnh hưởng bởi cách nó xả ra và hướng của dòng chảy không phụ thuộc vào địa điểm. Bạn bị cuốn vào một cơn giông bão và không có nơi trú ẩn xung quanh. Sét đánh đột ngột và suy nghĩ đầu tiên của bạn là chạy về phía vừa bị sét đánh. Sét không bao giờ đánh cùng một nơi hai lần, phải không? Sai! Tia sét đã đánh vào một nơi nào đó là có lý do. Đây có thể là một dấu hiệu cho thấy đó là một nơi có nhiều rủi ro. Một nơi như vậy có thể dễ dàng bị sét đánh lần nữa. Tốt nhất, hãy tìm nơi trú ẩn và tránh xa những đồ vật bằng kim loại. Ăn trước khi bơi luôn được coi là nguy hiểm. Mọi người tin rằng nó gây ra chuột rút. Nhưng điều này không thực sự đúng. Tác động tiêu cực duy nhất của việc bơi sau khi dùng bữa là bạn bị hụt hơi. Vì vậy, chỉ cần đảm bảo rằng bạn bơi ở chỗ nước cạn để đợi thức ăn tiêu hóa. Vạn lý trường thành của Trung Quốc thường được cho là có thể nhìn thấy từ không gian. Nhưng trên thực tế không có tòa nhà nào trên trái đất có thể nhìn thấy từ khoảng cách xa như vậy. Tuy nhiên, bạn có thể nhìn thấy ánh sáng trên trái đất vào ban đêm. Albert Einstein, nhà vật lý học vĩ đại nhất mọi thời đại, thường được nhắc đến vì sự kém cỏi trong khả năng toán học của mình. Mọi người nói rằng ông đã trượt môn này ở trường. Mặc dù Einstein đã trượt một kỳ thi đầu vào không liên quan, ông ấy thực sự giỏi toán, thậm chí còn chứng minh được định lý Pythagore khi mới 12 tuổi. Hoa nở muộn à? Mùa xuân đến rồi. Thật không may, đây không phải là thời điểm tốt cho những chú chim non. Chúng có xu hướng bị rơi ra khỏi tổ. Đôi khi chúng bị rơi xuống một nơi nguy hiểm và cần được đưa đến nơi an toàn. Nhưng có lẽ bạn đã từng được nghe nói rằng nếu có người chạm vào chim non, chim mẹ sẽ không hứng thú với việc nuôi nó nữa. Trên thực tế, các loài chim có khứu giác rất kém và không thể biết được có người đã tiếp xúc với chim non hay chưa. Vì vậy, hãy thoải mái đặt chúng trở lại tổ nếu cần. Bộ não của chúng ta quá lớn. Thật tiếc khi chúng ta chỉ sử dụng 10% khả năng của nó. Lại là một giả thuyết sai lầm nữa. Bạn thực sự sử dụng toàn bộ bộ não của mình, nhưng các phần khác nhau của não hoạt động vào những thời điểm khác nhau trong ngày. Trước đây, việc làm ấm ô tô trong thời tiết lạnh là một điều cần thiết, và một số người vẫn tin rằng đó là sự thật. Nhưng ngày nay, chúng ta sử dụng những chiếc xe khác nhau, và điều gây hại hơn cho xe là để nó ở chế độ chờ quá lâu. Để làm ấm xe, 30 giây là đủ. Có một truyền thuyết liên quan đến thị lực kém của loài rơi, nhưng điều này hoàn toàn sai sự thật. Chúng không chỉ sử dụng khả năng phi thường là định vị bằng sóng siêu âm mà còn có thị lực khá tốt. Trên thực tế, chúng nhìn rõ hơn con người vào lúc sáng sớm và chập tối. Xem TV hoặc nhìn chằm chằm vào máy tính không khiến mắt bạn biến thành hình vuông hay gây hại cho chúng. Mắt chỉ trở nên căng thẳng và mệt mỏi khi nhìn lâu. Nhưng chỉ cần bạn chập mắt đủ để chúng không bị khô, đôi mắt sẽ ổn thôi. Hói đầu là hiện tượng hiển nhiên ở nam giới. Dầu gội, gel, ánh nắng, mũ nón và mức độ testosterone đều là nguyên nhân gây ra tình trạng tóc rụng sớm. Nhưng rụng tóc tự nhiên hoàn toàn là do di truyền. Nó có thể đến từ hai bên gia đình, nhưng chủ yếu là do gen của người cha. Tất cả chúng ta đều đã từng nuốt kẹo cao su, dù là tình cờ hay khi không có chỗ để vứt nó. Đừng lo, nó sẽ không xuất hiện lại sau 7 năm. Dạ dày của chúng ta dễ dàng tiêu hóa và đưa nó thẳng ra ngoài. Mua đồ trang điểm với số lượng lớn là một cách tuyệt vời để tiết kiệm tiền, vì đồ trang điểm được cho là không bao giờ hết hạn sử dụng. Nhưng có đấy, nó cũng có thể sinh ra vi khuẩn ảnh hưởng xấu đến làn da, vì vậy hãy đảm bảo thay mới chúng 12 tháng một lần. Một lầm tưởng khác về trang điểm là nó gây hại cho da, nhưng trên thực tế, nó hoàn toàn tốt và có thể giúp bảo vệ làn da khỏi ô nhiễm.
chỉ cần đừng quên tẩy trang hàng ngày là được. Người Viking luôn được ngưỡng mộ và nổi tiếng trong các nền văn hóa trên thế giới. Họ được hình dung như những chiến binh dũng cảm, đội mũ bảo vệ có sừng, nhưng sự thật là họ chưa bao giờ đội mũ có sừng. Hình ảnh này lần đầu tiên được miêu tả trong một vở opera do Wagner sáng tác vào thế kỷ thứ 19. Và kể từ đó, những chiếc sừng được gắn liền với người Viking. Bạn có thể đã được yêu cầu không mặc đồ màu đỏ gần những con bò đực. Nhưng trên thực tế, bạn mặc gì cũng không thành vấn đề, vì những con vật này không thể nhìn thấy màu sắc. Chúng thường bị kích động bởi các chuyển động. Loài chó có thể nhìn thấy màu sắc, nhưng cách chúng nhìn khác với con người. Đà điểu sẽ duỗi đầu và cổ trên mặt đất nếu nó thấy kẻ thù. Với màu lông tương tự màu đất, nó dễ dàng hòa vào môi trường xung quanh. Những con đà điểu thường trông như thể đầu của chúng bị kẹt trong đất. Nhưng không, đà điểu sẽ không thể thở nếu đó là sự thật. Cao nguyên Scotland đồng nghĩa với những cảnh quan tuyệt đẹp, chiếc váy kilt và những âm thanh mượt mà của chiếc kèn túi. Ồ đúng rồi, đừng quên môn đánh gôn. Nhưng kèn túi không phải có nguồn gốc từ Scotland. Nhạc cụ này lần đầu tiên được sử dụng ở Trung Đông hàng thế kỷ trước khi người châu Âu có cơ hội làm phiền những người hàng xóm của họ bằng cách chơi nhạc cụ khác thường này. Trong khi ngủ sâu, bạn thở mạnh và có thể vô tình hít vào miệng nhiều thứ. Đó là lý do tại sao bạn nuốt 7 con nhện trung bình mỗi năm. Hoặc đó là người ta nói như vậy, nhưng điều này là không thể. Một con nhện không thấy hấp dẫn bởi một người đang ngáy, nhiều thịt và không mang thức ăn cho chúng. Chúng chỉ đơn giản là sẽ không đến gần miệng chúng ta. Móng tay không mọc cùng một tốc độ. Bàn tay hoặc ngón tay càng được sử dụng nhiều, nó càng thúc đẩy sự phát triển của móng. Đó là lý do tại sao móng tay trên tay thuận mọc nhanh hơn tay còn lại. Ninjas không chỉ có một màu đồng phục nổi tiếng của họ. Tất nhiên màu đen là tốt nhất để hòa vào màn đêm, nhưng họ cũng có một tủ quần áo khá nhiều màu sắc để phối vào những dịp khác. Cạo lông sẽ không làm lông dài hơn, đổi màu hoặc thô hơn. Nó chỉ trông có vẻ như vậy vì những sợi lông mới bắt đầu mọc trở lại với phần ngọn bị cắt. Trí nhớ của cá vàng kéo dài hơn 3 giây. Những sinh vật này có thể nhớ tới 3 tháng. Bạn cũng có thể dạy cá vàng bằng cách cho chúng ăn ở cùng một nơi hàng ngày, cùng với các mẹo khác. Màu sắc tự nhiên của tắc kè hoa là nâu và xanh lục đã hòa vào môi trường xung quanh. Những con vật này không cần khả năng thay đổi màu sắc để ẩn náu. Thay vào đó, các kỹ năng tuyệt vời của chúng được sử dụng để giao tiếp và kiểm soát nhiệt độ. Trong một trận động đất, bạn được khuyên là nên đến chỗ cửa ra vào vì đó là nơi an toàn nhất trong nhà. Trên thực tế, nó không an toàn hơn bất kỳ khu vực nào khác trong nhà. Thay vào đó, hãy tìm nơi trú ẩn dưới gầm bàn cho đến khi hết rung lắc. Thú có túi opos đã được cho là có thể treo ngược trong các phim hoạt hình. Và thực sự, đuôi của chúng đủ khỏe để có thể treo nó theo cách này trong một thời gian ngắn. Nhưng cơ thể của chúng quá lớn để có thể treo trên cành cây lâu hơn thời gian để chụp một tấm ảnh. Tất cả chúng ta đều biết đến câu nói, bạn không thể dạy một con chó già những trò mới. Mặc dù chó con học các trò dễ hơn, nhưng các chú chó trưởng thành cũng có thể học các trò mới một cách dễ dàng. Tuy nhiên, bạn nên tránh các trò liên quan đến việc cho chó liếm mặt mình. Nước bọt của chó có độ pH kiềm hơn, có thể ngăn vi khuẩn sinh sản. Nhưng có thể có hàng trăm vi khuẩn sống trong miệng chó có thể gây hại cho da. Không, chó của tôi có thể hôn tôi khi chúng muốn. Napoleon là một trong những vị vua thành công nhất trong lịch sử nhân loại. Nhưng ngày nay, có thể ông sẽ bị chế giễu vì vóc dáng thấp bé của mình. Tuy nhiên, ông cao hơn chiều cao trung bình vào thời điểm đó. Napoleon thậm chí đã từng giữ vị trí hậu vệ cho đội tuyển bóng rổ quốc gia Pháp. Không, tôi bịa ra đấy.